Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game là Mega City M nha các bạn. Thì Mega City M sẽ mang đến một cái giới ảo như thật cho bạn thỏa thức thực hiện ước mơ xây dựng một cái cuộc sống lý tưởng không giới hạn. Đây là một cái tựa game mô phỏng cuộc sống thế giới mở đầu tiên ứng dụng vũ trụ ảo Metaverse trong việc xây dựng thế giới game. Đặc biệt thì Mega City M còn có sự góp mặt của Lisa, thành viên nhóm nhạc đình đám của Blackpink, với vai trò là đại sứ hình ảnh để cùng các bạn người chơi trải nghiệm thế giới bất tận ở trong cái tựa game này. Thì trong một cái hành tinh ảo rộng lớn đến hơn 510 triệu km vuông của Meta City M, bạn sẽ chọn cho mình một cái vùng đất và bắt đầu xây dựng cho mình một cái cuộc sống trong mơ, nơi mà tất cả các bạn được làm mọi thứ mình thích, đi bất kỳ đâu mà mình muốn nha các bạn. Các bạn tiến hành lựa chọn cho mình một cái nhân vật các bạn. Khi điều chỉnh khuôn mặt, điều chỉnh face và điều chỉnh hình ảnh nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào game này. Thì tất cả các bạn người chơi có thể thu thập tài nguyên cũng như là săn bắt cho mình những cái thú rừng và chế tạo vật phẩm nhân vân. Từ đó thì rèn luyện hơn 15 kỹ năng sống khác nhau. Thì bạn cũng sẽ được tự do lựa chọn nghề nghiệp, trở thành một cái nhạc công, một cái đầu bếp hay là một nhân viên văn phòng đều được. Hãy xây dựng một cái sự nghiệp đáng mơ ước và dùng nó để kiếm tiền trang trải cuộc sống nha các bạn. Meta City M sở hữu một cái hệ thống tạo dựng nhân vật có 102 lên đến hơn 1000 cái tổ hợp khác nhau. Bạn được phép tùy chỉnh các đặc điểm trên khuôn mặt, màu da, kiểu tóc cho đến quần áo, giày dép, mũ nón, kính mát và các phụ kiện khác. Thậm chí thì chẳng có thể là biến đổi màn hình nhân vật thành các nhân vật nổi tiếng trong các game phim hoạt hình truyền tranh nhân dân để thỏa mãn sức sáng tạo của mình nha các bạn. Thì cũng như nhiều cái tựa game mô phỏng khác, thì bạn cũng sẽ được tự tay xây dựng một cái nhà theo ý thích của mình nè các bạn. Và cái đó là vận dụng những cái cho mình những cái kỹ năng cá nhân hoặc là độ khái niệm xây dựng truyền thống nếu muốn tạo nên một cái tổ ấm độc nhất. Thì tới đó thì bạn sẽ được là tự tay xây dựng cả một cái thành phố nha các bạn, cho riêng mình trong cái vùng đất của chính mình, và tự tay những cái nào hết và sắp xếp chúng tùy theo những cái khu vực hay là những cái những gì hoặc là làm theo những gì bạn muốn nha các bạn, theo tí tương trường của bạn. Và sự sáng tạo trong Meta City M là không có giới hạn nha các bạn. Thì trong cái tựa game Meta City M thì bạn có thể trở thành hàng xóm với ông bạn của mình, cùng lái xe, tăng bọn hoặc đi máy bay để du lịch khám phá bất cứ nơi nào bạn muốn. Thì đó có thể là những cái đồng cỏ, những cái dãy núi hùng vĩ vô tận, thậm chí là có thể bay vào vũ trụ trên chiến tàu không gian để thăm những người chơi khác. Thì mỗi ngày ở trong cái tựa game Meta City M này đều mang đến một cái cuộc phiêu lưu và hết hoàn toàn mới, với biết bao nhiêu điều thú vị khi bạn được tham gia vào những cái hoạt động vui nhộn khác như là đua xe, đấu súng, chụp quán, nhân dân. Hãy cùng tạo nên một cái cuộc sống khác hoàn mỹ cho riêng bạn nha các bạn. Thì nhìn chung thì tựa game này sẽ có một số điểm đặc sắc như là hãy tạo cho mình cái thế giới ảo vô cùng rộng lớn để hồi sức khám phá đi lại, tự do lựa chọn nghề nghiệp bạn mơ ước, học 15 kỹ năng sống khác nhau. Tùy chỉnh nhân vật đa dạng hay khác, khai thác phó bản, khai phá bản thân, bản thể khác của bạn trong một cái vũ trụ ảo, hoàn thành ngôi nhà trong mơ đầu tiên của bạn, giao lưu kết bạn tham gia với vô số các hoạt động thú vị hàng ngày. Ok, đó là review sơ lược chút xíu về tựa này. Thì để hiểu rõ hơn tựa này, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá nha bạn. Thì cái tựa game này, link tải tựa game này mình sẽ để phần mô tả, các bạn có thể đó để tải về. Giờ thì các bạn cùng xem sơ qua gameplay nha các bạn. Hello, Matt, did, huh?
Thì tựa game này có giao diện đồ họa 3D, giao diện màn hình ngang khá là đẹp mắt nha các bạn. Kèm đó nữa là nó sẽ có những cái đoạn cutscene khá là đẹp mắt, như 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 là các bạn đang xem một cái đoạn phim phim nhé bạn, hay là đoạn cutscene đó nè bạn. Thì mới đầu thì nó sẽ bắt mình di chuyển thủ công, nhưng mà vì sao thì bạn chỉ cần nhắn nhiệm vụ thì nó sẽ tự động đi làm cho bạn nhé bạn, nó sẽ auto hết, bạn không cần phải làm gì hết. Let's go to the room to rest. It is a very honorable. You need it in. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game khỏe. Đừng quên like hôm nay và hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Is much